Hello, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Tới Tinh Tới Nội Thất Thanh Tâm anh chị nhé. Ở phía sau tới đây là một cây sen cũng khá là hot thời gian gần đây, đó là dòng sen thiền inox mà anh chị nhé. Thì nó sẽ như thế nào thì tôi đổi camera quay cho anh chị mình xem nha. Khui hồng ra đang chị thì nó sẽ có một cái hộp phụ kiện như thế này, hộp phụ kiện bên trong thì hộp phụ kiện như thế này, chút xíu tới sẽ khui ra cho anh chị mình xem. Còn cây sen này anh chị thấy nó cao á, nó cao khoảng là 1 mét, hơn 1m50 mấy anh chị, khoảng 1m54 gần bằng em luôn rồi á, đứng đây gần bằng em luôn nữa. Rồi cao. Bây giờ em sẽ cởi đồ ra cho anh chị mình xem nha, để em cởi đồ ra cho anh chị mình xem coi nó có gì. Đây. Cỡ đồ ra để xem bên trong nó có những cái gì. Đây, khá tuyệt vời luôn chị. Thì một màu cây sen này thì nó là một màu inox dạng inox mờ anh chị, màu inox mờ. Và những cái nút bấm, những cái nút này nè, đây là những loại mà sen nước thải ra bên ngoài luôn. Thì đầu tiên là mình sẽ có một cái công tắc này là nóng lạnh anh chị nhé. Công tắc này là nóng lạnh nè. Rồi là mình sẽ có nút vặn tròn giống vậy anh chị nhé. Thì mình sẽ là dặn qua bên trái qua bên phải tùy theo mình thích nè. Thì đây sẽ có 5 chế độ, một cái là mình phải xuống đây, xuống cái hộ này. Cái thứ hai là mình dùng ở đây là cái thứ hai nè, chế độ thứ ba là mình sẽ lên cái này, thứ tư là mình vô đây, còn cái thứ năm nằm đâu, cái thứ năm là mình sẽ dùng tay sen tắm. Thì đây là cái hộp phụ kiện đó anh chị nhé. Thì mình sẽ có là một cái tay sen tắm như này, tay sen này có nghĩa nó bằng cái nóc anh chị, khá là bóng luôn, nhìn khá là sắc sảo, khá là đẹp luôn nè, nhìn khá là đẹp luôn, cực kỳ bóng luôn chị, này nặng mụn được luôn á, nhìn nặng mụn được luôn anh chị, khá là đẹp. Đây là một cái dây sen như này. Mình sẽ có là một cái gắn cài sen, tại sao nó có là hai nút này, xíu tới gì đi tiếp anh chị mình xem nha. Đây là một nút vặn và hai cái bát để mà mình treo tường anh chị, hai cái bát để treo từng cái sen lên, hai cái bát này mình bắt treo tường anh chị nhé, để mình treo cái sen lên anh nha anh chị. Cái này là hai cái đầu nói, hai cái đầu ra ngoài 21, thì hai đầu ra ngoài 21 này mình sẽ sử dụng cho cái nào thì tiếp tục theo tới phía sau phụ kiện của cái hệ thống đường nước của cây sen này anh chị nhé. Đây là phía sau của hai cái cây sen này. Đó. Thì một cái đầu này nè, thì đây cái cài sen này thì mình sẽ lắp vào trong cái chỗ này đó, cái nào này nè thì mình sẽ vặn lại để cố định cái phần của cây sen lại anh chị nhé. Anh chị, cái này là mình sẽ gắn vào trong đây như thế này nè đó, thì mình gắn vào bên hông như thế này đó, gắn bên hông để mình máng cái cài sen lên. Thì một đầu dây á, đây là cái dây sen nè, một là hai đầu anh chị nhé. Một đầu đó là mình sẽ gắn vào trong cái chỗ này, một đầu mình sẽ gắn vào trong trực tiếp vào cái này nè đó. Thì đây nó có ron cao su nè, nó có ron cao su chống ho anh chị nhé. Và đầu thứ hai là mình sẽ gắn vào cái tay sen tắm như thế này, nó cũng khá là đơn giản, mình sẽ cài vào đây đẩy mảng lên khá là đẹp. Còn muốn nghiêng ra thì mình có thể là thả lỏng ốc trong đây, mình thả nghiêng ra thôi. Rồi tiếp theo nữa, đường nước phía sau này nè, hệ thống nước á, thì nó mình sẽ có là một dây cấp nước như này, một dây mà này thì mình sẽ gắn vào trong đây anh chị nhé. Đây một dây này mình gắn vào trong đây nè. Đó, thì tôi ôm thử anh chị mình xem thôi. Một đầu mình gắn vào đây. Đó, để cấp nước cho cái tay sen rời như này. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ có là hai cái hệ thống cấp nước như này nè. Đây có ron su rồi. Cái này đang 21 anh chị nhé. Cái này thì mình sẽ gắn trực tiếp vào trong cái tường của mình anh chị nhé. Cái hệ thống cấp nước trong tường của mình á, thì hai đầu như thế này. Nếu mà nhà mình mới đầu ngoài, nếu mà đã răng ngoài rồi thì mình không gắn cái này cũng được nữa, không sao hết nha. Đó, đúng ở đây thì khá là tiện lợi luôn. Cái này cấp nước vào trong tường mình, thì hai cái bát mình sẽ treo vào trong là hai cái này. Cái này phải là cái phía dưới nè, phía dưới hai cái, trên cái dưới cái anh chị nhé. Hai cái bát nó bắt cùng đây, khá là tuyệt vời luôn. Phía sau nó có cái ngàm này nè, là mình bắt vào trong đây máng ra đây, hai thành đi phía sau nó có u nè, nó có điểm khuyết này nè, là nó u lòn phía dưới anh chị, thì mình sẽ lắp vào trong đây nè. Đó, thì bắt treo tường mà, bắt treo hai cái bắt góc thì mình treo lên thôi, mình máng lên thôi, là nó dính cái ngàm này thì khá là cứng, nó quá đơn giản rồi. Cái
khi mà mình treo tường nữa rồi thì cái the cái hai thanh này mình sẽ ốp vào sát vào trong tường luôn. Và nếu như mà lỡ anh chị, nếu mình lỡ mà hai tấm bình nước của mình nó mà thấp hơn cây sen thì sẽ như thế nào? Rồi mình sẽ đường ống mình sẽ nằm đâu? Có lẽ nằm bên đây. Nó xấu quá. Nó kỳ. Nằm hai bên thì nó kỳ quá. Thì sẽ như thế nào? Nhà sản xuất người ta rất tinh tế anh chị. Tan, thấy chưa đây? Anh chị thấy hai cái vòng tròn cái này không? Hai cái vòng tròn này người ta đục lỗ sẵn rồi anh chị. Đó khi là trường hợp á mà cái tấm cấp nước của mình nằm phía dưới á thì mình cái này nè, mình nhận được anh chị nhá, mình bẻ được nha. Mình nhận mạnh là nó bể, nó gãy này ra rồi, tại nó quét lỗ sẵn như mình rồi. Đó là hai đường cấp nước của mình nó sẽ lọt ra phía dưới này. Nó lọt phía dưới hai đường dây lọt phía dưới này. Đó nếu như mà hai thấu nước mình bị thấp, còn nếu như nằm gọn ở trong đây thì vẫn đẹp hơn. Đó. Đó tuyệt vời luôn. Này sau khi mà lắp đặt và hoàn thành nó sẽ như thế này anh chị nhé. Thì khá là đẹp luôn anh chị. Cuối video thì em xin cảm ơn tất cả anh chị nãy giờ đã dành thời gian quý báu của mình đã theo dõi video của tới. Và nếu như anh chị yêu quý sản phẩm này hoặc muốn sở hữu sản phẩm này thì inbox ngay Zalo của tới anh chị nhé. Zalo tới sẽ để trên màn hình và là hotline của tới luôn là 0937844450, địa chỉ thì tới sẽ để trên màn hình cho anh chị mình xem luôn. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ tới nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong một video tiếp theo.